Bản tin Thanh Hải vô thượng sư số 119. Điểm tô đời sống. Sau khi tu Pháp Quán Âm, đẳng cấp của chúng ta lên cao hơn một chút và chúng ta không còn ham thích cuộc đời nhiều như trước nữa. Chúng ta vẫn lo công ăn việc làm nhưng không vướng bận hăng say với cuộc đời. Một số đồng tu chúng ta như vậy. Nhiều khi thấy không cần phải có bạn trai bạn gái vì chúng ta đã mất lý thú trong vấn đề tình dục và mọi thứ khác, cho nên ích lợi gì đâu. Khi người kia thấy quý vị không thích, anh ta cũng không thích. Hoặc anh ta nghĩ có bồ để làm gì nếu anh ta không được gì cả. Đương nhiên anh ta sẽ chán và quý vị cũng chán, rồi cả hai cùng chán. Vậy làm sao đây? Thôi được, cứ hưởng thụ, đừng có nghiêm trọng quá vậy. Quý vị quên rằng chúng ta đang nhớ lại mình là thánh nhân, còn tất cả những cái khác vẫn y như cũ. Chỉ cần cộng nó thêm vào đời sống, không cần phải nghiêm trọng quá vấn đề thành thánh. Cái gì đến thì chúng ta hưởng thụ. Thí dụ, giả sử tôi là Phật. Giả sử vì tôi là Phật, tôi không cần nói rằng, tôi không cần mấy bông hoa này. Những cái này là vô thường, không trường tồn. Để bông ở đây làm gì? Ngày mai nó sẽ không còn nữa. Đừng để bông hoa nào trước mặt tôi. Đừng để cái gì cả. Nó chẳng lâu bền. Tất cả đều sẽ là ảo ảnh, là ma. Tôi không cần phải làm vậy. Tôi vẫn vui hưởng. Thấy bông hoa đẹp nhưng trong lòng không vướng bận. Nếu quý vị tặng hoa cho tôi thì tốt. Nếu không thì cũng chẳng chết chóc gì. Đừng kỳ vọng gì cả. Đừng đòi hỏi cái này cái kia thì quý vị sẽ không chán nản, bực bội. Cứ đi xem cine, hưởng thụ cuộc đời, đi bộ, nghe nhạc, cầm tay nhau, bách bộ trong công viên, bất kỳ cái gì. Hãy hưởng thụ lúc đó cho tới giây phút cuối cùng. Hãy lãng mạn, ngắm trăng với nhau, làm thơ cho chàng, vẽ mặt ông xấu xí cho vui. Bất cứ việc gì, quanh quẩn bên nhau. Khi ta nói ngày hôm qua chán quá, đó chỉ là tâm trạng nhất thời lúc bấy giờ, bởi vì không một cái gì trong phòng tôi dùng được. Chán quá, lúc nào cũng phải cắt nghĩa mất thời giờ. Tôi muốn có nhiều thời giờ với quý vị, tôi không muốn bỏ thời giờ sửa cầu tiêu phòng tắm, tìm quần áo lót, thí dụ vậy. Họ xếp đồ rắc rối quá. Mấy chuyện này làm tôi chán nản vô cùng. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi chán đời. Như vậy không có nghĩa là tôi chán quý vị. Tôi rất vui mừng thấy quý vị đến đây. Tôi rất yêu thích từng quý vị vì tôi biết nếu có thời giờ với mỗi người, chắc chắn người nào cũng có nhiều chuyện hay kể tôi nghe. Tôi cũng học được nhiều chuyện vui của quý vị và chúng ta sẽ có những giờ phút chung vui. Vì muốn bình định thế giới cho nên tôi không thể lúc nào cũng thân thiện với từng quý vị. Nhưng mỗi chúng ta cần phải phát triển cho lẹ, rồi mới có thể giúp người xung quanh phát triển, cho thế giới không còn là một nơi khó chịu, hoặc cho thiên tai đừng dồn dập, cho mọi người có thời giờ để mà nhớ tới Phật tính của họ. Thành ra, tôi không thể có thời giờ với quý vị. Nếu không, mỗi quý vị là một bảo vật, là một quyển thờ tuyệt vời, một đời sống, một vật thật, một chúng sinh thật với một lịch sử thật. Mỗi quý vị đều có một lịch sử thật và nên trân quý nó. Quý vị nên trân quý những quan điểm hay của người tình của mình, những phẩm tính tốt của người đó và trí huệ bản tính tốt bên trong người đó. Quý vị phải đào nó lên mà hưởng. Đừng nhìn bên ngoài thôi rồi nghĩ rằng, ồ, giá mà mình xuất gia thì tốt biết mấy, thành thánh nhân hoặc khai ngộ lẹ hơn. Nếu mình có một ông bồ tốt hơn thì đỡ khổ. Không đúng, chúng ta bỏ vào tình nghĩa đôi bên cái gì thì sẽ lấy ra cái đó. Đời sống, sự khai ngộ và tất cả mọi thứ khác cũng giống như vậy. Chúng ta bỏ vào cái gì thì lấy ra cái đó. Chúng ta là người duy nhất tạo dựng cuộc sống và những thể nghiệm cho riêng mình. Cái gì cần thì cải biến cho mình đỡ khổ. Đổi kiểu tóc, đổi cách trang điểm, đổi quần áo, đổi lối sống, đổi một cái gì đó làm cho nó đẹp đẽ, thú vị hơn. Nếu là một người thú vị, quý vị sẽ không bao giờ thấy chán, dù ở bất cứ nơi nào. Sư phụ khai thị, sửa thái độ và bắt đầu đổi mới.
Bây giờ năm mới đã đến, chúng ta có thể làm việc mới, thay đổi chương trình. Có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy khác. Chúng ta có thể bắt đầu sửa đổi một vài thói quen, hoặc đổi công việc mà mình không thích, hoặc làm những việc mình thích. Thí dụ chúng ta ai cũng thắc mắc là mình từ đâu tới, thật sự là ai? Tại sao đến thế giới này? Ta sẽ lìa đời như thế nào khi chết? Ai ra khỏi thế giới và sẽ đi đâu? Thường thường vì bận rộn cho nên chúng ta không thắc mắc, nghiên cứu những câu hỏi có tính cách thiêng liêng này. Nhưng năm nay chúng ta quyết định làm. Như thế, tức là ta đang đón mừng năm mới trong một đường lối rất hay. Làm đẹp thế giới với tình thương. Trong bầu không khí mừng vui năm mới, chúng ta không nên quên những người thiếu may mắn. Chúng ta nên dùng tình thương, tấm lòng cống hiến và tinh thần tương trợ để làm đẹp thế giới, cho trần gian ngày càng ý nghĩa, ngày càng tươi đẹp. Năm mới, người mới. Tôi hy vọng quý vị có một khởi điểm tốt đẹp, mới mẻ, tươi vui và sẽ bắt đầu một con người mới. Hãy bảo đầu óc quý vị làm gì, sau đó đầu óc sẽ ra lệnh cho các tế bào trong cơ thể làm gì, bởi vì quý vị đã và đang làm như vậy từ khi mới lọt lòng. Quý vị bảo mình đánh răng, rồi các tế bào trong bàn tay cử động, bắp thịt, cánh tay cử động theo như ý muốn của đầu óc. Cũng vậy, bây giờ quý vị cũng bắt đầu ra lệnh cho cơ thể và đầu óc làm những gì mình muốn, nhưng theo tiêu chuẩn cao nhất, sau đó nó sẽ nghe theo. Cơ thể là của quý vị, đầu óc là của quý vị, não bộ là của quý vị. Tùy theo quý vị có gửi tin tức chỉ thị cho nó hay là không. Lý do vì sao trước khi chúng ta không làm nổi chuyện gì hoặc bị thất bại, đó là vì chúng ta đã không ra lệnh đủ cho não bộ phải làm gì, rồi não bộ không thể bảo tế bào phải làm gì. Thành ra nó cứ ra lệnh như cũ, ngủ, ăn, uống, sinh con đẻ cái, làm việc, rồi chết. Bây giờ chúng ta vẫn làm được tất cả những chuyện đó, không cần phải bỏ, nhưng có thể làm những việc ích lợi hơn là ngủ, ăn suốt ngày, chờ tới hết cuộc đời. Nếu không, thì chúng ta chỉ phí thời giờ vào những sinh hoạt vô nghĩa lý, trong khi có thể dùng thời giờ đó vào những việc tốt hơn, mãn ý hơn, vui hơn và lợi ích hơn cho xã hội. Quan trọng hơn hết là dù đi tới đâu chúng ta cũng phải vui vẻ. Đừng lặp đi lặp lại những lỗi lầm cũ, chán lắm. Người khác có thể tha thứ cho chúng ta, nhưng không thể nào tha thứ hoài được. Họ có thể tha lỗi, nhưng không ưa nổi khi chúng ta cứ làm cùng lỗi đó hoài. Cho nên, hãy ráng đừng lặp đi lặp lại những lỗi lầm đó. Nếu người ta đã nói rồi rằng họ không thích như vậy, thì đừng có làm lại lần thứ hai. Một lần là quá đủ. Luôn luôn nhớ như vậy. Nếu không nhớ thì viết xuống. Đừng làm như vậy nữa. Hoặc viết ngược lại. Thí dụ, thay vì nói đừng đi phía Bắc thì nói đi phía Nam. Khẳng định hơn nếu được. Thay vì bảo đừng nói lớn thì bảo nói nhỏ, nói nhẹ nhàng hay hạ giọng xuống. Lặp lại cho mình nghe vài lần, coi có làm được không. Nếu không được, lặp lại nữa. Đừng để người khác chán nản với những lỗi cũ của mình. Bất kỳ quý vị muốn làm gì, nếu nghĩ nó có lợi cho mình và cho người khác, thì hãy làm trong năm nay. Viết xuống một danh sách những gì quý vị muốn làm, rồi thực hành. Nhận lỗi của mình, xin lỗi họ nếu mình làm sai. Nếu không làm sai thì không cần xin lỗi, bỏ qua. Không cần cãi cọ nhiều, chỉ phí thời giờ của mình và của người khác. Nếu giải thích được thì giải thích, nếu họ không tin thì bỏ qua, không quan trọng. Cố gắng thiền nhiều thêm, dĩ nhiên, lúc nào cũng vậy. Đi, ngủ, ngồi, làm việc, trong giờ nghỉ ngơi, tất cả mọi chỗ, luôn luôn trụ tâm ở mắt trí huệ, niệm danh hiệu bảo vệ, sẽ có lợi cho quý vị rất nhiều. Không cần lúc nào cũng ngồi nhìn thể nghiệm. Nếu có tiến bộ, quý vị sẽ thấy mình tiến bộ khắp mọi nơi. Tình thương của quý vị, trí thông minh, khả năng sáng tạo, sự hòa hợp với người xung quanh, sự hiểu biết của quý vị về mọi chuyện khác. Đó là lúc quý vị tiến bộ. Không cần ngồi đó hoài, chờ đợi ánh sáng. Có thể ánh sáng tới mà quý vị không trông thấy, quý vị bận ngáy. Hoặc âm thanh tới lúc quý vị đang ngáy.
tiếng to quá, không thấy sự khác biệt. Thế giới này sẽ tiếp tục hiện hữu nếu chúng ta thiền nhiều hơn. Hãy cố gắng phát ra năng lực tốt mà không cần nghĩ tới chuyện đó. Làm mà không làm, như vậy là tốt nhất. Hòa bình thế giới sẽ đến qua gương sáng cá nhân. Tôi đã nói lúc trước, điều quan trọng là quý vị phải đem giáo lý ra thực hành, như vậy mới tốt. Đương nhiên, chúng ta nên tiến bộ trong năm mới, thay vì mỗi năm mỗi già hơn. Chúng ta phải mạnh hơn về tâm linh và trí huệ hơn. Như vậy mới đáng được kêu bằng lớn. Càng nhiều tuổi càng giỏi. Thí dụ, nếu năm ngoái chúng ta đã làm gì mà mình hoặc người khác không thích, thì trong năm mới chúng ta phải dùng hết sức mình để chỉnh lại, cải biến hành động và lời nói để nó trở nên tốt hơn. Minh sư không có ý bảo quý vị đi đâu cũng nói theo kiểu nịnh bợ hoặc khen ngợi người khác bằng những lời nói không phát ra từ con tim, hoặc nói để lấy lòng họ, hoặc cho họ vui, trong khi tâm thì nghĩ khác. Chúng ta nên nói theo lòng mình. Sự hợp nhất giữa hành động và tư tưởng bên trong gọi là gen. Nếu không, chúng ta thành giả dối. Ta cần phải hành xử một cách tự nhiên, điều đó đúng, nhưng lịch sự và cao thượng cũng quan trọng. Khi để ý thấy hành động tử tế của mình, ngay cả những người không tao nhã lịch sự, họ cũng phải cảm thấy xấu hổ với thái độ của họ. Năm mới cho ta một cơ hội để trở thành một con người mới. Nếu năm vừa qua đã giỏi rồi, thì năm mới chúng ta nên giỏi hơn nữa. Nếu chưa giỏi, thì có thể cải tiến trong năm mới càng nhiều càng tốt. Nhiều người hiểu sai ý nghĩa của ngày Tết và những ngày lễ khác. Vào những buổi lễ trọng đại hay ngày Tết, chúng ta nên cố gắng nhiều hơn để suy ngẫm, xem xét nội tâm, coi mình cần phải làm gì để phụng sự thế giới tốt hơn, để đóng góp nhiều hơn cho bạn bè, dòng họ hay quốc gia. Dịp đó không phải để cho chúng ta luôn luôn lấy cớ ăn chơi, vui đùa, mà phải nên rèn luyện cử chỉ, lời ăn tiếng nói. Đương nhiên, ai cũng biết điều này. Tôi chỉ nhân cơ hội nhắc nhở quý vị mà thôi. Nếu đã làm rồi thì quý vị không cần phải nghe. Nhưng nếu chưa làm hay quên, không làm, thì quý vị cần được nhắc nhở. Chúng ta phải noi gương sáng cho thế giới về mọi khía cạnh, gồm cả những công tác cứu trợ, việc tu hành, đối đãi với bạn bè, tình nghĩa giữa minh sư và đệ tử. Khi nào cần lắm chúng ta mới dùng phương pháp nghiêm khắc. Đối đãi tao nhã, cao thượng với nhau không tốt hay sao? Thiên đàng được tạo nên từ khởi điểm này. Nhất là những người đang ở địa vị cao lại càng phải để ý tới phẩm tính của mình. Là một viên chức, ta phải thẳng thắn, trung thực. Một nhân viên chính phủ cần phải siêng năng làm việc cho tổ quốc và hy sinh vì hạnh phúc của dân. Những người tu hành hay liên lạc viên cho sư phụ, v.v. cũng phải để ý tới cử chỉ, cách ăn nói, hành động và hy sinh cho kẻ khác thay vì hưởng thụ riêng mình. Cha mẹ đương nhiên là phải săn sóc cho con cái, lo cho chúng được khỏe khoắn, dễ chịu, nhưng không làm chúng nó hư hỏng. Con cái dĩ nhiên là phải có hiếu, vâng lời cha mẹ và những người lớn tuổi hơn. Bậc thầy cô nên làm tròn trách nhiệm của mình, dạy học trò những bài học về phẩm hạnh, luân thường đạo lý. Bài học căn bản ABC chưa đủ, ai cũng dạy được. Trách nhiệm lớn nhất của một vị thầy là dạy trẻ về nguyên tắc xử thế, phẩm tính cao thượng. Cha mẹ cũng vậy, chỉ lo cho con cái ăn mặc chưa đủ. Nếu mọi người làm tròn trách nhiệm của mình, cha mẹ bảo bọc con cái và con cái hiếu thảo, thì thế giới sẽ rất hòa bình, bắt đầu từ trong gia đình. Như vậy, tất cả thiên tai, chiến tranh sẽ hết. Chúng ta nói rằng, với sự hướng dẫn của một người bạn khai ngộ và đạo hạnh, đời sống sẽ cải tiến và trở nên thánh thiện hơn. Bạn đồng tu của chúng ta là những người bạn khai ngộ, đạo hạnh đó, những người bạn rất tốt. Ngay cả người ngoài không tâm ấn đôi khi cũng có thể là thầy của chúng ta, nhắc nhở chúng ta tới những điều mỹ diệu. Thí dụ, khi thấy họ làm việc thiện hoặc nói những điều rất hay, tâm hồn chúng ta rộng mở. Dù có thấy họ làm chuyện xấu, ít ra chúng ta cũng được một bài học, ráng tránh không làm chuyện đó. Chúc mọi người một năm mới tươi vui, thắng lợi, sớm khai ngộ và giải thoát. Sư phụ kể chuyện chó bắt chuột.
Có những câu chuyện ngụ ngôn nhắc chúng ta tới cuộc đời và những chuyện tức cười trong đời sống. Thí dụ như chuyện nói về một con chó bắt chuột. Quyển sách này bao gồm những chuyện vui của các vị thánh nhân Bồ Tát. Lúc trước chúng ta nghe chuyện không thánh, bây giờ tới chuyện thánh. Chuyện vui của các thánh nhân. Tuy hơi khô khan một chút, nhưng các bậc thánh nhân là như vậy. Lúc nào cũng nói triết lý vĩ đại và những câu chuyện ngụ ngôn về đại vũ trụ, tiểu vũ trụ. Cho nên là thánh nhân không thể cười to trước công chúng. Có thể họ cười một mình, có thể họ mua những loại sách như vậy, sách vui cười, rồi ngồi trong phòng tắm đọc một mình. Khi bước ra ngoài, họ nói, hư không là thực tại là hư không. Họ là những người như vậy. Sau khi nghiên cứu trong phòng tắm và cười bể bụng, họ đi ra nói những cái này. Nếu quý vị đừng nói lại cho ai biết, thì tôi sẽ đọc tiếp truyện cười cho nghe. Truyện này nói về một con chó bắt chuột. Từ trước tới giờ chỉ nghe nói đến mèo bắt chuột. Tại sao con chó này cũng bắt chuột? Ai biết giơ tay lên. Đừng cười bây giờ. Không được phép cười trong một hội nghị nghiêm trọng như vậy. Nếu có một tí giáo dục thì quý vị không cười như vậy. Có người nào biết tại sao con chó bắt chuột không? Không, tại sao? Quý vị khai ngộ rồi mà. Thôi được. Ở một xứ kia bên Tàu, lâu lắm rồi, chúng ta gọi đó là Triều Đại Chi. Có một người biết đọc chỉ tay của chó. Nói cách khác, ông này là một nhà xem tướng chân cho chó. Hàng xóm nghe tới tài của nhà xem tướng này, nhờ ông đi mua cho họ một con chó để bắt chuột. Một năm trôi qua, cuối cùng nhà xem tướng mua một con chó đem về đưa cho người hàng xóm và nói rằng con này là chó của Đức, rất giỏi, số 1. Ông hàng xóm cảm ơn rồi giữ con chó đó. Mấy năm sau, hàng xóm không bao giờ thấy con chó đó bắt chuột. Không một con chuột nào, ngay cả lông chuột cũng không bắt. Chuột nó cũng không thèm nhìn. Họ đi tới người xem tướng chó, hỏi có phải ông đã coi sai, con chó đó có thật là chó của Đức hay là chó Bắc Kinh? Ông coi tướng trả lời, không không không, chắc chắn 120% con chó đó là chó Đức, con này rất giỏi. Nhưng các ông, các bà phải biết rằng con chó này được huấn luyện để bắt cừu và dê, nó không muốn bắt chuột đâu. Mấy người hàng xóm nói, vậy phải làm sao? Chúng tôi chỉ muốn một con chó bắt chuột, đã bảo ông rồi. Người xem tướng nói, đừng lo, chỉ cần buộc nó vào một góc, đừng cho nó ăn gì cả. Khi chuột chạy ngang là nó sẽ bắt ngay. Sau đó con chó bắt đầu bắt chuột. Từ đó về sau, mỗi khi người ta thả nó ra, nó cũng vẫn bắt chuột vì thói quen. Câu chuyện này cũng tương tự như chuyện của người. Chúng ta thường là từ thiên đàng xuống đây. Những gì chúng ta muốn hay không muốn đều được. Chúng ta là vạn năng. Chúng ta có rất nhiều quyền năng và vô cùng huy hoàng, rực rỡ. Bây giờ xuống dưới này trong thế giới ta bà, chúng ta bị đóng vào cái nhà tù thể xác, cái phòng nhỏ bé này. Có phòng lớn hơn, nhưng phòng của tôi rất nhỏ. Là người tu hành thì chỉ có thể nói từ kinh nghiệm bản thân. Chúng ta bắt chuột. Chuột đời này là tiền tài, danh vọng, tên tuổi, lợi lộc, cạnh tranh, đánh nhau, gây lộn, chua cay, cắn xé lẫn nhau. Tất cả những cái này là chuột. Đáng tội thay, chúng ta lại thích như vậy. Vì chúng ta đã bị cột vào xiềng xích vật chất này. Rồi không còn biết gì nữa, quên nguồn cội của mình. Chúng ta sống ở đời cũng y như vậy. Chuyện này không phải nói về cuộc đời của một con chó, mà đây chỉ là chuyện ngụ ngôn. Có những người thật sự sống cuộc đời kêu bằng như chó, bởi vì họ rất khổ. Đôi khi chúng ta làm việc cực khổ, có người làm 18 tiếng, nếu đông con hoặc nặng nợ nần phải trả. Hoặc nếu bị đau ốm gì đó tự nhiên trở thành bại sản, họ phải làm việc cực khổ ngày đêm, chỉ để đủ ăn ngày 2 hay 3 bữa và vài bộ quần áo che thân. Vậy thôi. Bởi chúng ta đã thật tình quên mất bản lai diện mục của mình. Nhớ lại rất khó. Nhưng bây giờ quý vị có nhớ một chút, từng chút một, từ từ. Phải mất một thời gian.
Vì bây giờ mà bắt con chó đó đừng bắt chuột nữa là một chuyện rất khó. Lúc trước nó không chịu bắt, bây giờ thì nó không chịu ngừng. Mọi thứ đều như thói quen. Thành thử tôi nghĩ rằng chúng ta nên luôn luôn nhớ, sống giữa khổ đau, hoang mang, lộn xộn, chúng ta hãy luôn luôn nhớ tới cội nguồn thật sự của mình. Đừng bao giờ chịu thua trước mãnh lực tà ma ở thế giới này. Lúc nào nó cũng muốn chúng ta nghĩ rằng chúng ta không là gì cả, chúng ta tội lỗi, không bao giờ có thể là bất kỳ cái gì, làm được bất kỳ việc gì và không bao giờ muốn cái gì ngoài một chút cơm, vài bộ đồ độ nhật. Chuyện này rất hay, tôi không còn gì để nói nữa vì nó rất rõ ràng. Lời pháp cam lồ. Ở thiên đàng thật hạnh phúc đến nỗi không có gì để nhắc nhở chúng ta thực hành tâm linh. Ở địa ngục thì rất đau khổ, phiền não, đến nỗi không thể tu hành tâm linh được. Ở thế giới phàm phu, chúng ta có đau khổ, hạnh phúc, có sự hiểu lầm, vô minh, trí huệ, sự khai ngộ, không khai ngộ và rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Vì vậy, chúng ta có thể học hỏi nhanh chóng từ nhiều trường hợp khác biệt trong cuộc sống và có thể tìm được đủ chất liệu để thể nghiệm và tự đào luyện chính mình. Chúng ta có cơ hội tu hành để trở thành bậc thánh là điều không thể tìm được trong những thế giới khác. Vì vậy, thân người rất quý báu, chúng ta phải biết trân quý cơ hội tu hành, không nên chậm trễ. Nếu chúng ta thật tâm muốn tu hành tâm linh, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được chân sư. Nhưng nếu chỉ hiếu kỳ hoặc có ý muốn tu hành nhưng không hiểu tu hành tâm linh là như thế nào, chúng ta xem kẻ khác làm vậy và do đó cũng làm theo. Chúng ta nghe rằng thiền là tốt và do vậy cũng thiền theo. Trong trường hợp này, dĩ nhiên chúng ta rất khó tìm được chân sư. Tuy nhiên, nếu chúng ta quyết tâm theo đuổi sự thực hành tâm linh và mong mỏi giải thoát, sớm muộn gì chúng ta cũng tìm được minh sư. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Đài Nam Formosa vào ngày 16 tháng 4 năm 1987. Nguyên văn tiếng Trung Hoa. Bản tin số 119.